Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện biên dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh, chương 463. Không cần nhiều lời. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, Trường Sinh cũng không ngoại lệ, bức thiết nghĩ muốn tiếp tục kiểm tra. Thế nhưng lúc này đã là thời điểm bình minh. Nga Sơn lại là một huyện nghèo, dưới đất cũng không có đồ vật gì giống như loại này. Chỉ có thể tạm thời khắc chế trong lòng hiếu kỳ, dục ngựa hướng bắc, tranh thủ tới Thư Châu. Trường Sinh lần này đi xa chủ yếu là vì làm hai chuyện. Bởi vì chuyện làm thứ nhất tương đối thuận lợi, thời điểm chạy tới Thư Châu không phải vội vàng. Buổi sáng giờ mão đã chạy tới Vị Khê huyện ở phía bắc của Nga Sơn huyện. Lúc đầu hắn vốn định ở Vị Khê huyện ăn ít đồ ngủ một giấc, nhưng Vị Khê huyện cũng rất nghèo, nghèo đến mức cả huyện thành liền ngay cả một tòa khách sạn cũng không có. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi Nghiệp Châu tiếp tục hướng bắc. Thế nhưng toàn bộ Kiềm Trung đạo đều là địa phương nghèo. Dọc đường nhìn thấy một ít cửa hàng bán đồ ăn uống, truyền ra mùi vị hắn đã không quen, chớ nói chi là ăn. Mãi đến buổi chiều giờ mùi mới rời khỏi Kiềm Trung đạo, tiến vào Sơn Nam Đông đạo, tìm được một chỗ khách sạn, đơn giản ăn uống vài thứ, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi phục. Lúc thức dậy trời đã tối rồi. Trường Sinh chở mình ngồi dậy, rửa mặt sau đó cưỡi ngựa lên đường. Huyện thành cũng có tường thành, trực tiếp quán thông linh khí, dục ngựa phóng qua. Miết bảo chỉ ở buổi tối mới có hữu hiệu. Màn đêm triệt để hàng lâm, Trường Sinh lần nữa nhìn xuống đất các loại quang khí. Vẫn là tiền đồng rải rác chiếm đa số, kim ngân khí vật rất là ít, không hề giống như tưởng tượng của hắn lúc trước có thể tùy ý thấy được. Đạo sĩ phần lớn hiểu được kham dư phong thủy, Trường Sinh cũng không là ngoại lệ. Thời điểm ở Long Hồ Sơn, hắn đã từng trải qua tạp học khóa, kham dư phong thủy liền thuộc về tạp học. Hiểu phong thủy dĩ nhiên là có thể nhìn thấy âm trạch, biết rõ địa phương nào thuộc về phong thủy bảo địa. Dọc đường nhìn thấy địa phương tốt, phong thủy tương đối, liền cưỡi ngựa mà xem. Phạm là địa phương phong thủy tốt, phần lớn đều có mộ phần. Bởi vì trăm ngàn năm qua, đạo sĩ tuân theo đều là đồng nhất phương pháp phong thủy. Vì vậy, đại bộ phận địa phương phong thủy tốt đều chôn không chỉ một người chết. Mặc dù nhìn không thấy bên trong mộ phần có tình huống cụ thể gì, Trường Sinh lại có thể căn cứ chút ít kim ngân khí vật sót lại ở dưới đất phát ra quang khí, đoán ra được đại bộ phận của mộ này đều bị trộm qua, mà những cái không bị trộm, bên trong chôn đồ vật cũng tương đối ít. Tạo thành loại hiện tượng này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bất đồng triều đại, tấn táng phong tục cũng bất đồng. Có chút triều đại tôn trọng hậu táng, có chút triều đại thì đề xướng giản tiện việc mai táng. Có thể không nên xem thường trộm mộ của các triều đại. Có rất nhiều trộm mộ đều là tinh thông kham dư phong thủy, uyên bác chỉ sĩ. Đạo sĩ có thể nhìn ra đâu là phong thủy bảo địa, bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Phía trước chôn đi, đằng sau lại đào, trực tiếp hậu quả chính là mặc dù trăm nghìn năm qua chết vô số người, nhưng gặp phải cổ mộ không bị trộm cũng rất ít. Đương nhiên cũng có không ít vương lăng cùng đại mộ may mắn thoát khỏi. Nhưng Trường Sinh chỉ là tùy thân mang theo miết bảo, chỉ có thể nhìn thấy bên trong chín thước dưới đất có quang khí gì. Mà những vương lăng đại mộ kia thường thường chôn sâu dưới đất hoặc là ẩn giấu ở bên trong núi. Riêng là đất phong vây liền không chỉ chín thước. Trường Sinh cũng không muốn đem miết bảo khảm ở dưới da, vì vậy liền nhìn không thấy những vương lăng đại mộ kia bên trong có quý giá đồ vật gì. Suốt cả đêm Trường Sinh đều ở bốn phía kiểm tra, rất nhanh liền tổng kết ra được một quy luật. Đó chính là dã ngoại hoang vu dưới đất có rất ít vật phẩm quý giá, ngược lại là xung quanh thành trì quang khí tương đối nhiều,
Hào môn đại hộ trong hầm ngầm phần lớn đều có cất vào hầm, nhưng mấy thứ này đều là vật có chủ, cũng không thể tới cửa đi cướp. Miết bảo này đích xác là một kiện bảo vật. Có vật này trong người, vĩnh viễn không lo không có tiền bạc tiêu dùng. Nhưng vàng bạc mai táng dưới đất cũng không nhiều. Lợi dụng miết bảo tìm kiếm tài vật, dư xài thỏa mãn nhu cầu của con người, lại không đủ để đảm bảo cực lớn tiêu dùng của triều đình. Tới thời điểm canh 4, Trường Sinh đi tới Đại Giang Hà. Làm cho hắn không nghĩ tới chính là ở dưới nước cũng có không ít vàng bạc quang khí. Trăm ngàn năm qua, sông lớn tràn lan, hủy phòng chìm ruộng, chìm thuyền vô số. Trong lòng sông ngược lại là tích tụ không ít vàng bạc, nhưng nước chảy rất là xiết, vớt cũng không dễ. Thái Bình đạo nhân là con rùa già, nó có thể xuống nước đi mò, nhưng người bình thường thì không thể. Trường Sinh kéo dài ra thuần âm linh khí, dục ngựa lướt sóng, từ trên sông xuôi dòng hạ xuống. Tài vật trong nước quả thực không ít, nhưng vớt như thế nào lại là một vấn đề. Thời điểm bình minh, Trường Sinh rốt cuộc đi tới Thư Châu. Nha môn binh sĩ ở phủ nhận ra hắn, thấy hắn đi tới lập tức mở cửa nghênh đón. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cũng ở trong quý phủ, lẫn nhau không phải là người ngoài, cũng không cần phải khách sáo hàn huyên. Sư huynh đệ ba người trực tiếp cho lui người không phận sự, đóng cửa mật đàm. Đại sư huynh đâu? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Ở trong rừng Thành Đông đang chăn trâu. Trần Lập Thu cười nói, người có thể tính cho hắn tìm được nghề nghiệp rồi. Trực tiếp ở trong rừng dựng lấy cái túp lều, mỗi ngày đều trông coi con trâu mà ngươi đưa hắn. Ta đi xem một chút. Trường Sinh thẳng thân đứng dậy. Lý Trung Dung đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống. Không vội đi, trước tiên nói chính sự. Nghe được lời của Lý Trung Dung, Trường Sinh một lần nữa ngồi xuống chỉnh lý suy nghĩ, để xem cần phải nói từ đâu trước. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trần Lật Thu cười nói, triều đình xảy ra sự tình gì chúng ta đã biết, ngươi tại sao tới chúng ta cũng có thể đoán ra được. Thấy Trường Sinh nhíu mày không nói, Lý Trung Dung ôn hòa nói ra, lão ngũ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thủ chi vu dân, dụng chi vu dân, đây không phải là làm ác, mà là làm việc thiện. Người yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đem đồ vật bên trong chuyển tới để phụ cấp cho triều đình. Nghe Lý Trung Dung nói như vậy, Trường Sinh trong lòng áp lực giảm xuống. Chuyện này vốn nên là ta tự mình. Còn không chờ Trường Sinh nói xong, Trần Lật Thu liền khoát tay ngắt lời hắn. Đừng nói nhảm, người nếu như muốn tự thân xuất mã cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Huống hồ những vị trí của mộ kia người cũng không biết được. Cử động này rất có thể là sẽ lưu lại bêu danh thiên cổ, Trường Sinh nói. Ha ha, Trần Lật Thu cười, cũng không thể bởi vì hài tử chửi mẹ liền không cho bọn hắn bú sữa. Thấy Trường Sinh như trước vẫn ưu tâm lo lắng, Trần Lật Thu lại nói, tốt rồi, đừng vẻ mặt đưa đám, bình tĩnh mà xem xét, hiện tại hoàng thượng vẫn là không tệ, chỉ ít có dung nhân chi lượng. Trước mắt, hắn đều nhanh không có cơm ăn, chúng ta có thể giúp đỡ, liền giúp đỡ. Ta là thật không có biện pháp mới ra hạ sách này, Trường Sinh nói. Không cần cùng ta giải thích, chúng ta biết rõ. Lý Trung Dung tiếp lời, chẳng qua, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý. Trong những cổ mộ kia, đồ vật tuẫn táng rất là hỗn tạp, vàng bạc châu ngọc cũng không phải là rất nhiều. Có thể gom được bao nhiêu thì là bao nhiêu, Trường Sinh nói. Vừa rồi, Tam Sư Huynh nói đúng, triều đình thật sự không có cơm ăn. Hộ bộ tích trữ tiền bạc đều bị Tôn Nho cùng Chu Toàn Trung trộm mất. Thật sự là phúc vô song trí, họa bất đan hành, Trần Lật Thu thuận miệng hỏi. Đúng rồi, bên ngoài nghe đồn hoàng thượng là bị Đông Doanh yêu nữ mị hoặc cầm tù, nghe đồn là có thật hay không? Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tường tình cuối cùng là như thế nào? Trần Lật Thu hiếu kỳ truy vấn. Nói thật ta cũng không biết, Trường Sinh lắc đầu. Hắn bị người giam hơn một tháng, đều nhanh bị hù chết. Huống hồ chuyện mất mặt như vậy, ta cũng không biết xấu hổ mà hỏi. Tóm lại, liền là bị người giả mạo, chẳng những quốc khố bị lấy sạch,
triều đình chính phủ cũng bị làm ra chứng khí mù mịt. Người cảm giác còn cứu được hay sao? Trần Luật Thu lại hỏi. Trường sinh biết Trần Luật Thu ám chỉ cái gì, lại không còn lời để nói. Trần Luật Thu đổi tư thế ngồi, cảm giác thoải mái, đem chân phải dựng ở một bên, thả chén trà mộc lên bàn. Đại cứu ca của ngươi có thái độ gì? Tận nhân sự, nghe thiên mệnh, Trường sinh trả lời. Được a, Trần Luật Thu thở dài. Chúng ta thiếu nhân tình của Long Hồ Sơn, hắn không muốn buông tha, chúng ta cũng không thể nói gì. Chúng ta sẽ mau chóng đem đồ vật chuyển ra để đưa đến Trường An. Trường sinh không biết như thế nào tiếp lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Trần Luật Thu tiếp tục nói. Lão nhị nói, người cũng nghe thấy, người cần phải có chuẩn bị tâm lý. Trong những cổ mộ kia, vàng bạc cũng không nhiều, nhất là bạc. Đường triều trước đây, căn bản liền không làm ra tiền để sử dụng. Coi như là chúng ta biết rõ cổ mộ toàn bộ chuyển không, cũng khẳng định ngăn không nổi lỗ hổng quốc khố của triều đình. Nghe được lời của Trần Luật Thu, Trường Sinh từ trong ngực lấy ra quả miết bảo hồng sắc. Vật này tên là miết bảo, chính là cộng sinh chi vật lúc lão ngoan ngàn năm ngưng tụ nội đan, thần dị vô cùng, tùy thân mang theo, đến tối có thể nhìn được thấy bảo. Trần Lực Thu nghe vậy cảm giác hiếu kỳ, đưa tay cầm qua nhìn kỹ quan sát. Trở sinh thừa dịp đem cách dùng cụ thể của miết bảo kỹ càng cáo chi. Bao quát bên trong sông lớn có nhiều vàng bạc cũng nói cho hai người biết rõ. Kế tiếp hắn còn muốn chạy tới Hà Bắc Đảo tiếp tục tìm kiếm địa chi. Vì triều đình chủ tiền khổ sai, chỉ có thể ủy thác cho mấy vị sư huynh của mình. Đây là đồ vật tốt, đầu ngoan kia tại sao lại cam lòng cho ngươi? Trần Lật Thu cười nói. Trường sinh đem mọi việc kỹ càng giản lược nói ra, rồi lúng túng lắc đầu. Lão ngoan kia tuy là dị loại, lại có chút trung hậu, tính toán đồ vật của nó ta đều tâm không đành lòng. Chẳng qua ta cũng thật sự không có biện pháp. Trước mắt chính là thời kỳ giáp hạt, kiếm không được tiền cứu tế nạn dân, phụ cấp quân nhu, đại đường chống đỡ không đến 3 tháng liền sẽ vong quốc. Người cái này cũng không tính là tính toán nó, Trần Lật Thu nói ra. Thứ này nó không bảo vệ được, lưu ở bên người, nó sớm muộn cũng sẽ dẫn tới họa sát thân. Trường sinh không tiếp lời của Trần Lật Thu mà trở lại chuyện chính. Thời điểm ta đi đã cùng với hộ bộ chào hỏi tốt, đến lúc đó các ngươi đem đồ vật vận hướng Trường An, hộ bộ sẽ có người tiếp thu. Trần Lật Thu đang tường tận xem xét quả miết bảo, không có tiếp lời. Lý Trung Dung gật đầu rồi mở miệng nói. Trước đây ngươi để cho chúng ta phái người đi bờ biển âm thầm quan sát giặc hoa, khoảng thời gian này cũng không có thấy đội thuyền của giặc hoa nhập cảng cập bờ. Giang hoài gần biển, chúng ta cũng có phái người, cũng không nhìn thấy tung tích của cướp biển. Nghe được lời của Lý Trung Dung, Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Thật vất vả đem giặc hoa dẫn đi, tranh thủ được một chút thời gian, triều đình lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vất vả tranh thủ được, vậy mà lại lãng phí. Cũng may giặc hoa tạm thời còn chưa có trở lại, mình còn có chút thời gian. Ta cho ngươi chuẩn bị cơm sáng, Lý Trung Dung đứng lên. Không cần nhị sư huynh, ta không đói bụng. Trường Sinh cũng đứng lên. Ta đi xem đại sư huynh. Đi thôi, cùng đi. Trần Lật Thu thu hồi miết bảo, chống tay đứng dậy. Ba người xuất môn, đồng hành đi về hướng đông. Con Hỏa Kỳ Lân kia, đại sư huynh có hợp ý hay không? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Há lại chỉ có là hợp ý, Trần Lật Thu nói ra. Lão đại đều sắp đưa nó coi như cha để cung bái, người thực không nên chuẩn bị cho hắn đồ vật như vậy. Vì cái gì? Trường sinh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lật Thu. Hắn rất ưa thích con trâu kia, vạn nhất ngày nào đó bị người đánh chết, lão đại khéo hóa điên.
Trường sinh chương 464. Hơi chút thở dốc. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trần Lật Thu chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng trường sinh lại nghĩ tới Trần Lật Thu đã từng có hồng nhan tri kỷ Triệu Tiểu Thư. Triệu Tiểu Thư thê thảm tao ngộ, khiến cho Trần Lật Thu ngũ tạng đều đốt, đại khai sát giới. Vì cho Triệu Tiểu Thư báo thù, Trần Lật Thu không tiếc phản loạn triều đình. Nếu như không phải mình từ bên trong điều đình, Trần Lật Thu cho tới giờ khắc này vẫn là mang tội khâm phạm. Người sống tại thế, không có đồ vật yêu mến là chuyện rất đáng buồn. Nhưng là có đồ vật ưa thích cũng sẽ có liên lụy. Cái gọi là liên lụy cũng không phải là cản trở thêm phiền toái, mà là sẽ khiến cho người ta thời khắc thấp thỏm, e sợ mất đi. Trần Lật Thu cùng Lý Trung Dung cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì. Thời điểm hành tàu đều thấp giọng thương nghị kế tiếp nên đi chỗ nào đầu tiên, cũng nên mang theo nhiều ít binh mã để chuyển vận. Ba người đi tới rừng cây Thành Đông, mấy tên tiểu phu lập tức tiến lên kiển lễ. Bọn họ cũng không phải là chân chính tiểu phu, mà là giáo úy cải trang, chỉ là đang bảo hộ Ba Đồ Lỗ. Dù sao Ba Đồ Lỗ cũng là người đần, bản thân là ở dã ngoại, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cũng không yên tâm. Ba người tiến vào rừng cây, tìm được túp lều mà Ba Đồ Lỗ cư trú, cũng nhìn thấy chuồng trâu mà Ba Đồ Lỗ vì Hỏa Kỳ Lân mà dựng lên, nhưng lại không nhìn thấy Ba Đồ Lỗ cùng Hỏa Kỳ Lân. Thấy trường sinh nhìn xung quanh, Trần Lập Thu khoát tay nói: "Không có chuyện gì đâu, lão đại thường xuyên cưỡi nó đi ra ngoài. Người còn không hiểu rõ hắn sao? Có được đồ vật tốt hắn đều hận không thể suốt ngày ra ngoài khoe khoang." "Khi nào có thể trở về?" Trường sinh thuận miệng hỏi. "Cũng khó nói chính xác. Người đưa cho hắn con thần thú này có thể cưỡi mây đạp gió, dường như thần tiên, lão đại rất là ưa thích." Trần Lật Thu chỉ vào một cái hồ lô lớn đựng rượu ở trong túp lều. "Trông thấy chưa, mấy ngày trước đây hắn còn tìm thấy một cái hồ lô rượu để cõng làm giả thành thần tiên." Trường sinh mỉm cười: "Hôm nay làm sao lại không phát ra ngoài?" "Hồ lô là đồ dễ hỏng, da mỏng vô cùng, tay chân vụng về như vậy sao có thể vác cái đồ vật này?" Trần Lật Thu cầm lấy hồ lô đi lòng vòng: "Ngươi xem, sớm đã bị hắn đập thủng mất rồi." Trường sinh cười, Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu cũng cười. Sư phụ trước khi lâm chung đã từng giao phó cho mấy người bọn hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng Ba Đồ Lỗ. Tính tới trước mắt, mấy người làm cũng không tệ lắm. Trừ thời điểm ở Khánh Dương bị Dương Thủ Tín ra mất một đoạn thời gian, Ba Đồ Lỗ cũng không có bị tội gì. Thời điểm ba người tới, Hắc Công Tử một mực đi theo mấy người. Thấy trường sinh quay đầu nhìn về phía Hắc Công Tử, Lý Châu Dung đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn. "Thật vất vả mới đến được một chuyến, ăn cơm trưa xong lại đi." "Lão nhị nói đúng, ngươi ăn cơm trưa xong rồi đi." Trần Lật Thu nói ra: "Chúng ta buổi chiều chuẩn bị một chút, đêm nay sẽ lên đường, nhanh nhất 7 ngày liền có thể có vàng bạc mang tới hộ bộ." Nghe hai người nói như vậy, trường sinh cũng liền không chối từ. Miết bảo được đến vô cùng là thuận lợi, trên đường cũng không có chậm trễ thời gian, chạy tới Thẩm Châu vẫn là tương đối ung dung. Ba người lại chờ giây lát, không thấy Ba Đồ Lỗ trở về, liền rời đi rừng cây đường cũ trở lại. Trở lại phủ nha, ba người ở chính đường uống trà nói chuyện. Sư huynh đệ ba người khó được tụ họp, tự nhiên có chuyện nói không hết. Trước nói việc tư, Trần Lật Thu đã ăn vào hai quả Trung Nam Tiên Hạnh, truyền thuyết không phải là giả. Trung Nam Tiên Hạnh quả thực có thể thôi sinh ra phong lôi song dực. Phong lôi song dực hình dáng cực giống như cánh của loài điểu, lại không phải là chân chính lông vũ, mà là từ hệ mộc linh khí bên trong tiên hạnh ngưng tụ mà thành ngân sắc hai cánh. Là do hệ mộc linh khí ngưng tụ, liền không chịu đao binh đả thương, cũng không phải là đao thương bất nhập, mà là duệ khí xẹt qua, chỗ tổn thương trong nháy mắt có thể khôi phục lại như ban đầu. Sở dĩ gọi là phong lôi song dực là bởi vì thời điểm lăng không phi hành tốc độ cực nhanh, gió rít thanh âm
dường như là phong lôi gào thét. Bởi vì phong lôi song rực, mỗi một cánh đều có hơn một trượng. Vì vậy, đứng tại nguyên chỗ không thể thôi sinh bày ra, chỉ có thể lăng không sau đó mới có thể thôi sinh ra. Lúc này, Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu trong tay còn có một cặp trung nam tiên hạnh. Đây là trường sinh vì Vũ Điển Chân Cung chuẩn bị. Bởi vì giao cho hai người thời gian ngắn ngủi, hai người còn chưa kịp chạy tới Đăng Châu để tìm kiếm Vũ Điển Chân Cung. Việc tư nói xong, còn lại chính là nói công sự. Chủ yếu vẫn là như thế nào vì triều đình gom góp tiền bạc. Trừ mấy cái cổ mộ mà sư phụ trước đây từng mang mấy người đi qua, hai người trong tay còn có một quả miết bảo. Kế tiếp còn phải dựa vào miết bảo tìm kiếm những tài bảo vô chủ ở dưới mặt đất. Triều đình mỗi ngày cần đại lượng chi tiêu. Mặc dù chúng nhân phe mình hai bút cùng vẽ, cũng rất khó đảm bảo triều đình tu đê giúp nạn thiên tai cùng với quân nhu quân lương. Huống chi đại đầu còn có mấy trăm vạn bổng lộc quan viên cùng nha dịch, bọn họ cũng cần nuôi sống gia đình. Trong cổ mộ trừ vàng bạc châu báu cũng không có thiếu đồng khí. Đồng khí cũng hơi dụng, lấy ra sau đó có thể nung chảy đúc tiền. Nhưng coi như chút ít này cũng không đủ, hộ bộ vẫn là nhập không đủ suất. Kỳ thực Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đối với đại đường bấp bênh, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không còn ôm hy vọng gì. Nếu như chỉ là một chỗ phòng ở nhỏ, tổn hại sau đó còn có khả năng sửa chữa. Nhưng đại đường có tới mấy trăm châu quận, hơn 7.000 vạn nhân khẩu, là một cung điện dị thường khổng lồ. Lúc này tòa cung điện, lương trụ môn tường toàn bộ tổn hại, từ phía lộ gió. Chúng nhân trong tay căn bản không có tài liệu sửa chữa. Huống chi phiên trấn cắt cứ, ngoại địch xâm lấn, phe mình cũng không có thời gian sửa chữa. Mặc dù đối với đại đường đã không còn ôm hy vọng, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu lại chưa nói suối quẩy. Bởi vì hai người biết rõ trường sinh thiếu Long Hồ Sơn nhân tình, mà vào sĩ sau đó hoàng thượng đối với hắn cũng là tín nhiệm. Chẳng những cắt đất phong vương, còn miễn xá tử tội của hai người. Làm người tuyệt không thể vong ân bội nghĩa. Chính là hai người không nói, trường sinh cũng biết trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Đại đường lúc này tựa như một bệnh nhân đã vô phương cứu chữa. 100 năm trước An Sứ chi loạn đã đả thương nguyên khí, 10 năm trước Hoàng Sao phản loạn lại phá hủy ngũ tạng. Lúc này nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ chỉ có thể nói khó hơn lên trời. Nhưng cũng không thể bởi vì đại đường hết phương cứu chữa liền khoanh tay đứng nhìn, tùy ý để tự sinh tự diệt. Cái này cũng giống như người nhà thân họa bệnh nan y. Rất nhiều người sẽ bỏ của để cứu nhưng cũng không được, cuối cùng chỉ có thể cả người cả của đều không còn. Nhưng trường sinh sẽ không. Dù là biết rõ cứu không được, hắn cũng sẽ dốc hết sức, đem hết toàn lực, coi như cuối cùng táng ra bại sản, cả người cả của đều không còn cũng sẽ không tiếc. Cái gì mà bệnh lâu trước giường không hiếu tử, hoàn toàn là nói bậy nói bạ, chỉ thích hợp đối với người bình thường lãnh huyết hèn nhát. Hiếu tử chân chính nhiệt huyết, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ thân nhân bị bệnh liệt giường. Bởi vì bọn họ có thể một mực nhớ kỹ thân nhân nằm trên giường trước đó đã đối tốt với bọn họ. Huống chi sự do người làm, mặc dù nhìn như không có hy vọng, nhưng mà chỉ cần không buông bỏ liền có khả năng xuất hiện kỳ tích. Buổi sáng giờ tị, Ba Đầu Lỗ trở lại. Hắn cũng không biết trường sinh tới, chỉ là những giáo úy giả trang làm tiểu phu căn cứ theo chỉ thị của Trần Lật Thu nói cho hắn biết cần phải tới phủ nha một chuyến. Chứng kiến trường sinh, Ba Đầu Lỗ tức thì vui vẻ ra mặt. Hắn lúc nhỏ bị bệnh làm hỏng đầu óc, đều không có tâm cơ. Cũng chỉ vì hắn không có chút tâm cơ nào, hiển lộ vui mừng liền dị thường chân thành, thậm chí hơi có vẻ khoa trương. Ha ha, lão ngũ. Chỉ cần là chân thành chính là tốt nhất. Đổi lại là người khác, tỏa ra một thân đầy vị phân châu ngồi ở bên cạnh mình, trường sinh nhất định sẽ ghét bỏ. Nhưng với Ba Đầu Lỗ thì không. Thấy Ba Đầu Lỗ chạy thở hồng hộc, liền đem bản thân chén trà đưa cho hắn. Đại sư huynh,
ngươi làm gì vậy? Ba đầu lỗ tiếp nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng tay áo lau miệng. Vân Du Tứ Hải, ta đưa tọa kỵ cho ngươi, thấy thế nào? Trường Sinh cười hỏi. Tốt, thật tốt. Ba đầu lỗ nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi đi với ta nhìn nó xem. Nó hai ngày nay bị ngã bệnh, luôn đánh giấm. Thấy ba đồ lỗ kéo lấy Trường Sinh, Trần Lột Thu vội vàng đưa tay ngăn cản. Đừng có nghe hắn sai khiến lung tung. Con trâu kia căn bản là không bị bệnh. Thế nào mà không bệnh? Không bệnh mà có thể đánh giấm liên tục hay sao? Ba đồ lỗ trợn mắt. Ngươi cứ thử, một ngày ăn được 10 cân hạt đậu, ngươi cũng đánh giấm. Trần Lột Thu nhìn hắn. Trường Sinh không xác định Trần Lột Thu nói có khoa trương hay không, liền quay đầu nhìn về phía Lý Trung Dung. Lý Trung Dung âm thầm khoát tay, ý bảo không cần để ý tới ba đầu lỗ. Ba đầu lỗ cũng là nhìn xuống đĩa đựng đồ ăn. Bên trong sư huynh đệ, Trường Sinh là người nuông chiều hắn nhất. Đi đi, nhanh đi về ta, xem thần nghiêu của ta. Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể thẳng thân đứng dậy. Ngươi không cần kéo hắn đi. Trần Lật Thu mặt lộ vẻ cười xấu. Con trâu kia nhận chủ, nhìn thấy lão ngũ liền không nhận ngươi. Chiêu này liền dễ dùng. Ba đầu lỗ nghe vậy lập tức đổi chủ ý, đem Trường Sinh đưa về chỗ ngồi. Đánh giấm cũng không phải là tật xấu lớn gì, liền không làm phiền ngươi. Ngươi ở đây ngồi, ta cho ngươi mổ heo. Trong nhà không còn heo, Trần Lật Thu lắc đầu. Vậy ta ra ngoài mua. Ba đầu lỗ xoay người rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu trở lại, hướng Trường Sinh đưa tay. Cho ta ít tiền, hai người bọn họ luôn khi dễ ta, liền triều đình cho ta tiền công cũng không cho ta. Trường Sinh cười, sau đó gỡ xuống túi tiền đưa cho hắn. Bên trong túi tiền của hắn có không ít vàng bạc, mua 100 đầu heo đều đã đủ. Ba đầu lỗ tiếp nhận túi tiền, xoay người muốn đi. Lý Trung Dung thấy thế, nhíu mày quát bảo ngừng lại. Nhanh đem tiền trả lại cho Long Ngũ. Giờ này đã là giờ gì rồi? Hiện tại giết, khi nào mới có thể ăn cơm? Lão Ngũ còn vội đi. Được rồi, vậy không giết. Ba đầu lỗ ngồi xuống, cũng không đem túi tiền trả cho Trường Sinh, mà là tiện tay gài vào bên hông. Trường Sinh cũng không thèm để ý, cười cho qua chuyện. Trường Sinh, chương 465, uống rượu hỏng việc. Trước đây, Lý Trung Dung đã phân phó cho người dưới bếp chuẩn bị tiệc rượu. Thấy ba đầu lỗ đi tới, Lý Trung Dung liền sai người đi dưới bếp thúc giục. Không bao lâu, rượu và thức ăn được bày lên bàn. Sư huynh đệ bốn người ngồi vây quanh bàn tròn uống rượu trò chuyện. Trần Lột Thu tiểu lượng cao, Lý Trung Dung cũng có thể uống. Ba đầu lỗ càng không cần phải nói. Toàn bộ là một vại rượu. Trong mấy người chỉ có Trường Sinh là tiểu lượng bình thường. Trước đây chúng nhân ngại niên kỷ của hắn còn nhỏ, cùng hắn ngồi cùng bàn cũng không có mời rượu. Bây giờ hắn đã trưởng thành, chúng nhân liền không hề nhường hắn. Bọn họ uống bao nhiêu, Trường Sinh cũng phải uống bấy nhiêu. Người trong giang hồ phần lớn uống rượu, nhưng Trường Sinh một mực không thích uống rượu. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, rượu không phải là vật tốt. Say rượu mất lý trí, say rượu không đức, say rượu thất thố, tiểu tráng túng nhân đảm. Giống như tất cả chuyện không tốt tựa hồ cùng rượu có quan hệ. Hơn nữa, hắn thủy chung cảm giác người trong giang hồ uống chén rượu lớn, miệng lớn ăn thịt, có ra vẻ hào sảng chi hiểm. Giống như nhai từ từ chậm nuốt, chén nhỏ uống ít liền không đủ hào sảng, không đủ đàn ông. Thật tình không biết, chén lớn mãnh quán rất dễ dàng quá lượng. Uống nhiều quá liền gây họa, đùa nghịch rượu điên, hoặc là nói năng lộn xộn, làm không tốt còn sẽ nôn ọe khắp nơi. Chủ yếu nhất là uống rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Chuyện phiền toái trước khi uống rượu, sau khi tỉnh rượu vẫn là phải giải quyết. Cái gọi là mượn rượu giải sầu chẳng qua là mang con giận trên đầu chuyển về hướng chân, cuối cùng phiền toái vẫn còn. Cũng may Trường Sinh âm hiểu đạo lý, mình muốn cái gì
chớ áp dụng với người khác. Mặc dù mình không thích, lại cũng không can thiệp tới người khác. Chúng nhân khó được tụ cùng một chỗ, đám người ba đồ lỗ muốn uống, hắn cũng nguyện ý buổi tiếp. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, tăng thêm tâm tình rất tốt, Trường Sinh vậy mà cảm nhận được diệu dụng của uống rượu. Loại cảm giác này rất khó mà dùng lời diễn tả được. Nếu là muốn hình dung, đó chính là cảm giác sự tình nguyên bản rất khó làm được. Sau khi uống rượu sẽ cảm giác chuyện này kỳ thực cũng không khó như vậy. Còn có chính là tâm tình sẽ dị thường buông lỏng. Mặc dù biết rõ chuyện phiền toái vẫn còn đằng kia, lại vẫn có thêm dũng khí để nghênh đón. Nói ngắn lại, chính là sau khi uống rượu, lá gan sẽ biến lớn, lòng tin sẽ gia tăng. Nguyên bản u ám tâm tình cũng có thể biến thành tương đối cởi mở. Bởi vì cái gọi là nhân sinh không như ý, 89/10, luôn luôn phụ trọng đi trước, không ngừng xử lý các loại phiền toái, không tránh khỏi khiến cho người ta lao lực quá độ, tâm tình hạ xuống. Uống rượu quả thực có thể làm thoải mái tâm tình, phấn khởi tinh thần. Chẳng qua, coi như là cảm nhận được diệu dụng của uống rượu, Trường Sinh vẫn không thích uống rượu, bởi vì hắn hy vọng bản thân có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Mặc dù loại thanh tỉnh này kèm theo áp lực rất lớn. Đồng môn đối ẩm, nếu là dùng linh khí tiêu tan tiểu lực cũng có chút không hợp, mà không thúc dục linh khí giải rượu cũng rất dễ dàng uống say. Cuối cùng Trường Sinh vẫn say, say rối tinh rối mù. Lúc này nghĩ muốn thúc dục linh khí giải rượu đã không làm nên chuyện gì, bởi vì mùi rượu đã triệt để thượng đầu. Hơn nữa, người luyện khí lấy ý hành khí, nói chính ra chính là lấy ý niệm dẫn khí cùng khống chế linh khí vận hành. Hiện tại đều uống tới trời đất quay cuồng, thần thức không rõ, còn làm thế nào vận khí. Sau khi đem Trường Sinh uống gục, ba người ba đồ lỗ cũng không dừng lại, uống tới cao hứng, trực tiếp mang tới ba hũ, mỗi người một hũ, chuẩn bị thoải mái bụng uống thông khoái. Trường Sinh mặc dù vẫn còn nằm trên mặt bàn, đầu óc lại chưa từng triệt để hồ đồ, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, lại ngẩng đầu thì sẽ bị rót, vẫn là thành thật nằm sấp xuống. Sau khi nằm sấp, chậm rãi buồn ngủ, ngay tại thời điểm hắn sắp ngủ, đột nhiên trong lòng có rung rung. Bởi vì uống rượu say, Trường Sinh ý thức liền không thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không kịp phản ứng cảm giác khác thường nguồn gốc từ nơi nào. Cũng may, cảm giác tương tự không lâu trước đó đã từng xuất hiện qua. Bằng vào chút thanh tỉnh cuối cùng, Trường Sinh rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Lúc này, có người đang dùng linh khí tín vật triệu hoán bản thân. Nghĩ đến đây đột nhiên ngẩng đầu, chống tay đứng lên. Linh khí tín vật cũng không phải là đồ đùa giỡn. Không phải đến lúc sống chết trước mắt, người giữ tín vật tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Trường Sinh trước sau uống tới 3 cân rượu mạnh, sau khi đứng dậy vậy mà đứng không vững. Trần Lật Thu một bên thay thế, gấp vội vươn tay đỡ hắn. Các người uống trước, ta trước tiên đưa lão ngũ trở về nghỉ ngơi. Tam sư huynh, có người dùng linh khí tín vật kêu gọi ta. Trường Sinh nỗ lực khống chế đầu lưỡi đã không nghe sai khiến, cố gắng để cho mình có thể nói chuyện rõ ràng. Nghe lời của Trường Sinh, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu lập tức ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Lý Trung Dung bỏ xuống vỏ rượu, đi lên tới trước. Là ai? Không chờ Trường Sinh tiếp lời, ba đầu lỗ liền đưa tay lôi kéo Lý Trung Dung. Uống chưa xong liền muốn chạy hay sao? Đừng làm rộn, đang chính sự, Lý Trung Dung nghiêm túc nói ra. Thấy Lý Trung Dung thần sắc ngưng trọng, không giống như làm giả, ba đầu lỗ vội vàng hỏi, có chuyện gì? Trường Sinh lúc này đang cố gắng ngưng thần để cảm giác được vị trí phát ra linh khí kia. Bởi vì uống quá nhiều rượu, liền rất khó tĩnh tâm, nỗ lực thật lâu mới xác định được đại khái vị trí. Phương hướng Tây Bắc, ở ngoài ngàn dặm. Đó chính là Hán Trung, Lý Trung Dung tiếp lời nói ra. Là Trương Mặc, trong tay nàng có một cây châm mang linh khí của ta. Trường Sinh nói chuyện, đồng thời rời khỏi bàn rượu, lảo đảo đi ra ngoài. Không xong rồi, không nên để cho hắn uống nhiều như vậy, chúng ta làm lỡ đại sự của hắn. Lý Trung Dung có nhiều tự trách. Không có chuyện, ngươi lưu lại giữ nhà,
ta theo hắn đi một chuyến. Trần Luật Thu đi theo ra ngoài. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ba Đầu Lỗ mang theo Tấn Thiết Đại Côn theo sát phía sau. Sau khi xuất môn, Trường Sinh vốn là cố gắng phát ra huyết gió để triệu hoán Hắc Công Tử. Thế nhưng lảo đảo đi tới bên bồn hoa, phản vận linh khí, co lại dạ dày thôi thổ, ngược lại là phun ra không ít rượu. Nhưng thôi thổ chỉ có thể bài xuất rượu, cũng không thể triệt để tiêu tán mùi rượu đã thượng đầu. Vì vậy, mặc dù ói ra tinh quang, vẫn là cảm giác trời đất quay cuồng. Đợi Hắc Công Tử đi tới, Trường Sinh trở mình lên ngựa. Hắn lúc này thần thức hỗn độn, khí tức bất ổn, không cách nào đem linh khí cùng Hắc Công Tử liên thông. Mà không có tử khí của hắn chống đỡ, Hắc Công Tử liền không cách nào lăng không bay tới. Trường Sinh ngồi ở trên lưng ngựa nghĩ chốc lát, sau đó đưa tay phong điểm hơn 20 chỗ huyệt đạo trên thân. Hắn phong điểm huyệt đạo đã bao hàm thập nhị chính kinh cùng với ngũ tạng kinh mạch trọng yếu huyệt đại. Cử động này mục đích chỉ để gia tốc huyết khí vận hành, làm cho mùi rượu nhanh chóng biến mất. Lão Ngũ, có thể được không? Trần Lộc Thu cũng có nhiều áy náy. Không có việc gì, không có việc gì. Trường Sinh thúc giục thuần âm linh khí tác dụng tại tự thân, dùng cách này để triệt tiêu hỏa khí hệ thủy ẩn chứa trong rượu. Đừng vội, chờ rượu qua rồi động thân. Lý Trung Dung nói ra. Đợi một chút, ta trở về cưỡi thần ngưu. Ba Đầu Lỗ mang theo Tấn Thiết Côn chạy như điên. Đệ muội hiện tại ở trong quân, gấp triệu cầu viện, hẳn là trong quân xảy ra biến cố. Lý Trung Dung nói, đến chỗ này liền xoay người lao nhanh. Không lâu trước, ta từng làm ra mười mấy quả chấn thiên hỏa lôi, các người mang ở trên người có lẽ cần dùng đến. Thấy Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, hai mắt đỏ lên, Trần Lật Thu an ủi nói, sư phụ đã từng nói gặp chuyện đừng gấp, gấp tất sinh loạn, người trước tiên đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ một chút. Đệ muội vì sao lại đột nhiên cảm triệu? Có hai loại khả năng. Trường Sinh nói đến chỗ này lắc đầu đổi giọng. Không đúng, chỉ có một khả năng, nàng gặp phải nguy hiểm. Trường Sinh trước tiên sở dĩ nói có hai loại khả năng, bởi vì hắn đã từng ủy thác Trương Thiện hỗ trợ tìm kiếm thần bí đạo nhân mang theo lông vàng hầu tử của Ngọc Thanh Tông. Đột nhiên đổi giọng thì là nghĩ đến Trương Thiện rời khỏi Trường An không lâu, không có khả năng nhanh như vậy có manh mối. Nhìn tới đây, rượu thực không phải là đồ tốt, uống tới mức đầu óc mất linh quang, rất dễ dàng hỏng việc. Trần Lật Thu mặc dù cũng uống không ít, nhưng tiểu lượng của hắn tốt, suy nghĩ như trước vẫn nhanh nhẹn. Đệ muội hẳn là biết ngươi không thể lập tức đi đến, nàng đã như vậy hô ngươi qua, đã nói lên sự tình mặc dù khẩn cấp, lại chưa tới mức lửa cháy đến nơi. Vì vậy, người cũng không cần quá mức gấp gáp. Trường Sinh lúc này đang kiệt lực tiêu tan đi tiểu lực, liền không mở miệng tiếp lời. Hắn có tâm tư lo suy đoán Trương Mặc khả năng gặp phải biến cố, lại bởi vì ý nghĩ không thanh tỉnh mà không cách nào lãnh tĩnh suy nghĩ. Điều này khiến cho hắn có chút tức giận. Chỗ tốt duy nhất của uống rượu chính là tạm thời giảm bớt áp lực, ngoài ra là tác dụng chính diện cũng không có, không thể giả được là tệ lớn hơn lợi. Đợi đến khi thần thức gần như ổn định, Trường Sinh lập tức duyên xuất linh khí cùng Hắc Công Tử liên đồng. Tam sư huynh, ta đi trước. Đợi Trần Lật Thu gần đầu, Trường Sinh dùng dây cường thúc mã, Hắc Công Tử tung người nhảy lên, bay lên hướng tây. Sau khi khởi hành, Trường Sinh dần dần bình tĩnh lại. Mình đã bắt đầu hướng Hán Trung đi, trên đường đồng thời suy nghĩ suy đoán cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Không quản làm việc gì, cần phải có an bài hợp lý, tận lực không cần tách ra làm. Không như thế sẽ không công lãng phí đại lượng thời gian, hậu quả trực tiếp chính là hiệu suất thấp. Bởi vì tiểu khí thượng đầu còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, tốc độ suy nghĩ vấn đề của Trường Sinh liền thụ ảnh hưởng lớn. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ nhẹ nhàng thở ra là bởi vì chính mình lúc này đang ở Thư Châu, mà Trương Thiện thời điểm nhìn hắn đang tại Trường An. Thư Châu cách Hàn Trung cũng liền tới 1.000 dặm trái phải, mà Trường An cách Hàn Trung chỉ ít có 1.500 dặm. Trương Mặc đã kèm triệu xin giúp đỡ,
chính là do Trương Mặc nhìn thấy hắn, hẳn là có thể kịp thời tranh thủ đi qua. Lúc này bớt đi 500 dặm lộ trình, hắn có thể đến sớm hơn thời gian mà Trương Mặc dự đoán. Nhưng nghĩ lại sau đó, Trường Sinh lại nhíu mày. Trương Mặc hiện tại khẳng định cùng với Trương Thiện một chỗ, mà trong ấn tượng của Trương Thiện, thời điểm này hẳn là cùng với đám người đầu to ở cùng một chỗ. Thời điểm cảm giác ra được linh khí cảm triệu, hắn sẽ cùng với đám người đầu to cùng một chỗ chạy tới Hàn Trung. Nhưng lúc này bên cạnh mình chỉ có Ba Đồ Lỗ cùng Trần Lập Thu. Ba Đồ Lỗ cùng Trần Lập Thu mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng thực lực chỉnh thể khẳng định không bằng bốn người đầu to. Trước mắt, đối với mình có lợi, điểm duy nhất là bản thân có thể nhanh hơn tranh thủ đi qua. Mà điểm không lợi chính là thực lực chỉnh thể không có cường đại như dự đoán của Trương Thiện cùng Trương Mặc. Hạ công tử nhảy lên hai dặm, lao nhanh như bay, chốc lát sau đã rời khỏi Thư Châu, tiến vào sơn lâm phía tây. Mặc dù một lần mượn lực có thể bay tới hai dặm, nhưng so với trên đường chạy như điên đã nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì bay là có thể bay thẳng tắp, có thể lớn nhất giảm bớt con đường, tiết kiệm thời gian. Trường Sinh chương 466. Giật mình thảng thốt. Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt. Dưới thử thôi động linh khí mãnh liệt của hắn, Hắc công tử lăng không bay lượn, đi nhanh như gió. Trong nháy mắt liền đi tới ngoài trăm dặm. 1000 dặm quả thực không gần, nhưng cũng không coi như xa. Dựa theo tốc độ di chuyển trước mắt, không cần tới 2 canh giờ, nhiều nhất là nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Lướt đi 200 dặm, Trường Sinh nghe được ở phía sau chuyển đến thanh âm xé gió. Nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Trần Lập Thu đã từ sau đuổi theo. Trung Nam Tiên Hạnh chính là một trong Cửu Châu thập đại tiên thiên linh căn, mà Trần Lập Thu dựa vào đó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra Phong Lôi Song Dực, là hai cái cánh màu trắng bạc rất lớn, tương tự như loài chim. Thời điểm hai cánh mở rộng ra có thể đạt tới gần 2 trượng. Trần Lật Thu mỗi tay riêng phần mình mang theo một hòm gỗ hình chữ nhật. Hai cái hòm gỗ dài tới 3 thước, bề rộng chừng 2 thước. Ở trên dương nguyên bản không có tay cầm, để tiện cho Trần Lật Thu mang theo, ở trên dương có cuốn lấy mấy đạo dây gai. Trong dương không thể nghi ngờ chính là Trần Thiên Hỏa Lôi mà Lý Trung Dung nói lúc trước. Hai cái dương này có vẻ như rất nặng. Trần Lập Thu hai tay cắp ở hai bên, lộ ra có chút phí sức. Trần Lập Thu vỗ cánh bay tới trên không của Trường Sinh, cùng hắn đồng hành về phía trước. Lão Ngũ, người cũng không cần quá gấp. Đám người chơi chân nhân biết ngươi chạy tới cần thời gian. Nếu như lửa xém lông mày, bọn hắn cũng sẽ không tìm ngươi. Theo suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là gặp được nan đề gì đó khó giải quyết, muốn gọi ngươi qua cùng thảo luận. Có khả năng, Trường Sinh cao giọng đáp lại. Trần Lật Thu nói cũng không phải là vô lực an ủi, mà là tỉnh táo tỉ mỉ phân tích, cùng với suy nghĩ lúc trước của hắn cơ bản là giống nhau. Trần Lật Thu mặc dù không nhớ được Trường Sinh trước khi khởi hành phong điểm những huyệt đạo nào, lại biết kéo dài thời gian phong huyệt đối với hắn có hại, liền mở miệng nhắc nhở. Đừng quên giải khai huyệt đạo, đường xá xa xôi, chờ chúng ta chạy tới người cũng tỉnh rượu. Được, Trường Sinh lần nữa ứng thanh, cùng lúc đó lấy ý vận khí điều động phá mở những huyền đạo lúc trước phong điểm. Thời điểm hai người nói chuyện, đằng sau truyền đến tiếng hô to của Ba Đồ Lỗ. Đừng chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút. Hỏa Kỳ Lân là Trường Sinh đưa cho Ba Đồ Lỗ. Trước đây Trường Sinh đã từng cưỡi nó từ Đông Hải trở về, vì vậy đối với Hỏa Kỳ Lân hiểu rất rõ. Hỏa Kỳ Lân mặc dù có thể đằng vân giá vũ, nhưng tốc độ cũng không quá nhanh. Năng khiếu của nó là phun lửa cùng phụ trọng. Nghe được tiếng la của Ba Đồ Lỗ, Trần Lật Thu lăng không chuyển hướng, quay đầu bay về. Không bao lâu, đằng sau liền truyền đến thanh âm của Ba Đồ Lỗ. Trong dương là cái gì? Là Trần Thiên Hỏa Lôi
do lão nhị tạo ra. Trần Lột Thu nói: Cái gì? Hỏa lôi? Bà Lò Lỗ cảm thấy kinh hoàng. Nhanh lấy đi, đồ vật do lão nhị tạo ra không đáng tin cậy, chớ có đem thần nghiêu của ta nổ chết. Không có chuyện gì, nổ không được, dương quá nặng, để cho nó hỗ trợ trở đi. Trần Lột Thu nói. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ra. Ba Lỗ Lỗ kêu là: Ta biết hắn thời gian còn dài hơn ngươi. Khách sạn hắn đều nổ tới tận mấy lần. Không mang, ngươi liền mang theo con trâu trở về đi, chớ có cùng chúng ta đi. Trần Lột Thu áp chế. Ba Lỗ Lỗ nóng lòng tham chiến, nghe Trần Lột Thu bị áp chế, đành phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ấm ức ngậm miệng. Ba Lỗ Lỗ hồi nhỏ bị sốt cao hỏng mất đầu óc, tâm trí một mực dừng ở hồi nhỏ. Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu ngày thường mặc dù có nhiều chiếu cố, lại cũng không bỏ mặc hắn tùy hứng làm ẩu. Mà đây cũng là nguyên nhân Ba Lỗ Lỗ càng thích Trường Sinh, bởi vì Trường Sinh nuông chiều hắn, mà Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu thì không. Trường Sinh vốn định mở lời an ủi Ba Lỗ Lỗ, nhưng lời tới khóe miệng lại nén trở về. Mặc dù Lý Trung Dung tạo vật thuật sớm đã xưa đâu bằng này, nhưng hắn vẫn không xác định được Trấn Thiên Hỏa Lôi phải để ở trong dương có phải là vì phòng ngừa sai sót hay không. Sau khi giảm phụ tải, Trần Lật Thu vỗ cánh đuổi kịp Trường Sinh. Đang chuẩn bị mở miệng cùng Trường Sinh nói chuyện, Ba Lỗ Lỗ lại ở phía sau kêu la: Đã không nổ, ngươi chạy xa như thế làm cái gì? Thật là không nổ, để ngươi cầm hỗ trợ đại pháo, nhìn xem bọn chúng bị ngươi hù đi. Trần Lật Thu nói. Lời này của Trần Lột Thu có tác dụng, thành công chuyển di đi lực chú ý của Ba Đồ Lỗ. Tới lúc ta trở tới địa điểm, nhớ phải để cho ta thả bắn. Được được, để cho ngươi thả. Trần Lột Thu cao giọng đáp lại. Này lão ngũ, ngươi cùng đệ muội đã viên phòng hay chưa? Trần Lột Thu cúi đầu nhìn. Mặc dù biết những lời này của Trần Lột Thu là vì làm dịu đi áp lực trong lòng mình, nhưng vấn đề này vẫn khiến cho Trường Sinh cảm thấy có chút khó xử. Chưa có. Ta mặc dù chưa thấy qua đệ muội, lại nghe người ta nói đến nàng. Trần Lột Thu nghiêm mặt nói. Thế nhân đều biết thiên kim của Trương Thiên Sư, thiên hương quốc sắc, siêu phàm thoát tục. Tam sư huynh, người đến cùng muốn nói gì đây? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đều nói nhà có tam đại bảo, vợ xấu vụng, đất bạc màu, áo sờn rách. Trần Lật Thu nói tiếp. Nữ nhân dáng dấp xinh đẹp luôn luôn bị người nhớ thương, danh phận đã định, vậy cũng chưa có ngại ngùng. Nên viên phòng thì viên phòng, nên sinh con thì sinh con, miễn để cho người ta dòng ngó. Tam sư huynh, ta biết ngươi là vì ta. Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lúc này ngươi nói cái gì cũng không phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao? Ta vốn đã rất lo lắng. Được rồi, ta không nói. Trần Lật Thu liên tục khoát tay. Thật sự là hắn có ý tốt, cũng là giáo huấn. Nhưng lời này thật sự là có chút không đúng lúc. Kỳ thực, vẫn là do uống rượu mà ra. Nếu không uống rượu, hắn tuyệt sẽ không vào lúc này nhắc nhở Trường Sinh. Hắc công tử hiếu chiến, thấy Trần Lật Thu một mực như hình về bóng, liền nghĩ cách vứt bỏ hắn. Nó với Trường Sinh hơi thở liên thông, sau đó có thể mượn dùng Trường Sinh linh khí. Tốc độ cũng không cần Trường Sinh khống chế, mà chính nó quyết định. Trường Sinh chỉ phụ trách cung cấp linh khí mà thôi. Trần Lột Thu phong lôi song dực thần dị phi thường, tốc độ cực kỳ kinh người. Hắc công tử tự nhiên không thoát được hắn. Nhưng Hỏa Kỳ Lân chở Ba Lỗ Lỗ, Ba Lỗ Lỗ tự mình đã nặng tới hơn 300 cân, còn cầm theo cây côn thép cũng nặng tới 360 cân. Tính thêm hai dương Trấn Thiên Hỏa Lôi, phụ trọng chừng tới 1000 cân. Hắc công tử không vứt bỏ được Trần Lột Thu, lại đem Hỏa Kỳ Lân bỏ lại đằng xa, khiến cho Ba Đồ Lỗ một mực ở đằng sau hô to gọi nhỏ. Đám người lúc trước khai tiệc sớm, ba người khởi hành không quá giờ ngọ ba khắc, một đường hướng tây đi nhanh một canh giờ, qua giờ mùi liền tiến vào địa giới Hán Trung. Hán Trung phía bắc giáp với Tần Lĩnh, phía nam dựa vào Ba Sơn. Ba người từ hướng đông nam chạy tới, trước tiên nhập Ba Sơn, từ trong núi cực nhanh lướt qua,
Trường Sinh đột nhiên phát hiện ra hầu tử lông vàng. Trường Sinh nhìn thấy hầu tử lông vàng cùng với con khỉ trước đây gặp ở Đông Hải cực kỳ tương tự, chẳng qua không phải là một con mà là một đám. Sau khi bị quấy nhiễu, bọn chúng liền bám theo nhành cây hướng đi nơi xa. Nhìn thấy đám hầu tử lông vàng này, Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới Trương Mặc Triệu mời. Có phải hay không là bởi vì lúc trước hắn ủy thác Trương Thiện tìm kiếm Ngọc Thanh đạo nhân thần bí có manh mối. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy hầu tử lông vàng cùng với hầu tử lông vàng mà Ngọc Thanh đạo nhân phụ thân là cùng một loại. Hầu tử lông vàng kia rất có thể liền xuất từ Ba Sơn. Ngoài ra, Trung Nam Sơn ở vào trung tâm của Tần Lĩnh, cũng ở địa giới của Hán Trung. Hầu tử lông vàng lúc trước cho hắn hai viên tiên hạnh cũng là xuất từ Trung Nam Sơn. Bởi vậy có thể thấy được thần bí Ngọc Thanh đạo nhân ngày thường rất có thể hoạt động ở ngay Hán Trung. Tới lúc này, Trường Sinh đã triệt để tỉnh rượu. Hắn có thể tinh chuẩn tính tới vị trí cụ thể mà Trương Mặc sử dụng linh khí tín vật. Theo khoảng cách tới gần, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra vị trí linh khí phát ra cũng không phải là quân doanh mà phe mình chủ binh, cũng không phải là thành trì mà địch quân đóng giữ, mà là một mảnh rừng rậm ở hướng tây bắc của Ba Sơn. Bởi vì có cây cối che chắn, từ xa liền nhìn không thấy tình huống ở trong rừng. Cho đến khi đi vào mảnh rừng cây kia, Trường Sinh mới phát hiện trong rừng có người, mà nhân số cũng không ít. Chẳng những có người, còn có rất nhiều xe ngựa. Có đường nhỏ quán thông tới rừng cây. Trường Sinh từ trong rừng theo đường nhỏ rục ngựa hướng về phía trước. Không có tán cây che chắn, nhìn càng rõ ràng. Nơi này cũng không có chiến sự phát sinh. Phía trước liên miên vài dặm, tất cả đều là xe ngựa vận lương. Nhìn thấy những thứ này, Trường Sinh thầm nhẹ nhàng thở ra. Ẩn giấu ở nơi đây hẳn là đội xe vận lương của phe mình. Người đến là người nào? Ở cuối hàng có người hô to quát hỏi. Ngươi là người nào? Trường Sinh cao giọng hỏi lại. Kỳ thực cử động này của hắn cũng không phải là hỏi thăm thân phận của đối phương, mà là để cho Trương Mặc nghe được thanh âm của mình. Quả nhiên, nghe được thanh âm của Trường Sinh, ở khu vực chính giữa liền truyền đến thanh âm của Trương Mặc. Làm sao tới nhanh như vậy? Nghe được lời của Trương Mặc, Trường Sinh triệt để yên lòng, đứng ở tại chỗ quay người chờ đợi. Trần Lật Thu cùng ba đầu lỗ đều đến, đồng thời Trương Mặc cũng từ đối diện đi tới. Nhìn thấy Trường Sinh, chưa nói đã cười. Trường Sinh mang theo Trần Lật Thu cùng ba đầu lỗ nghênh đón tới phụ cận Trương Mặc, liền dẫn kiến cho đôi bên. Nàng chính là Trương Mặc, còn đây là đại sư huynh cùng tam sư huynh của ta. Trương Mặc biết Trường Sinh có ba vị sư huynh, yêu ai yêu cả đường đi lối về, có nhiều thân cận. Ba đồ lỗ lại không có tâm cơ, cảm thấy sảng khoái nói chuyện. Ai da, lão Ngũ, đây chính là lão ba của ngươi hay sao? Cũng thật sự là dễ nhìn. Trương Mặc biết Trường Sinh có ba vị sư huynh cùng một vị sư tỷ, cũng nghe Trường Sinh nói qua một chút chuyện của bọn hắn, đối với bọn hắn cũng có nhiều hào cảm. Đại sư huynh quá khen, khiến cho ta sợ hãi xấu hổ. Trương Mặc nói chuyện liền hướng về phía Trần Lật Thu mỉm cười gật đầu. Trần Lật Thu từng trùng thiên giận dữ vì Hồng Nhan giết vào kinh thành, trảm vương gia, đốt thành lầu, mặc dù cách làm cực đoan, lại là tính tình nhiệt huyết. Thời điểm ngươi triệu hoán ta ngay tại Tư Châu, vì vậy từ Đông Nam chạy tới. Trường Sinh nói, ngươi gọi ta có chuyện gì? Đi, ngồi xuống rồi lại nói.